cổ lý, ba lý mang là cổ lý, cổ lý biết thấy phá tha cổ lý chỗ lý. Nói phải cho thật có thật luôn. Đúng rồi. Là bộ đồ đó là của Tế Điền hay là của ai? Không, bộ đồ đó là của ông ấy. Ừ, nó phải dưới cái cậu á. Vì chị sẵn ở đây đấy, chút xíu rồi em quay. Là mấy này là đồ của ai, của ai? Đồ của tôi, là của đồ của bà Trâm vậy. Ờ, bà Trâm... Nó chơi Trâm gì nè. Ôi, với cậu. Tức là đồ của người Trâm ha. Ờ, tôi nói với cậu đâu phải đơn giản đâu. Tôi nói với cậu tôi đóng hết trơn luôn rồi. Mà tôi ẩn thôi. Ẩn à. Ờ, hôm nay cho lộ luôn nha. Hôm nay cho lộ diện luôn. Nói thật với mấy cậu á. Đây là đồ của dân tộc, dân tộc Trâm. Nhưng mà cái người mà về cho chị Thí, người dân tộc Chăm là người đó, cái phần đó kêu bằng phần gì, gọi là phần gì, chẳng hạn như bên đây chẳng hạn có bà Út gì đó, rồi bên kia là cái gì. Yeah. Chào Hà Ni. Yeah. Ta về, ta mừng Hà Ni. Dạ, xin xí xác, xin xài, xin sàng. Mãn, xin lầy, xin sáng. Ngày nay ta đến chung vui đón cầu. Nãy về đây vui lòng chiến sao hoàng xin hàng linh thị na. Nãy giang linh cá đinh xa linh cầu xa đến khỏa. Nãy chính thái vô lòng cho đình thịnh phô, nàng xin thế đến thái phụ linh. Cho nàng chính cai cả đình phô phụ linh phụ linh. Chuyện tha linh phô ni ơi nàng, chính tha cơn tha linh phô. Bên chàng thị phô, chàng tha đình tính thịnh phụ linh sinh phò. Nghiên xa linh kỳ phố càng hà ni kiên phố phù linh. Ba linh chàng phố ly càng hà ni xin khai phố linh phố linh. Nói xin phố phù ly càng hà ni cá ni mô linh thà linh. Phán thi khổ khán phố ly xin khai phố linh. Ma linh phố phù linh kiên phố linh. Tàng phố linh tinh phố hoa ni xin khán chú linh. Tàn thịnh khổ lý sinh thai sinh khổ hình sinh thai. Hàn thị khổ lý chia hẳn khổ. Quân lý sinh thai sinh khổ hoàng sinh. Không có, không có. Không có thái tử mà ở đây làm của mình hơn nghe. Công chúa hả? Cái đó công chúa hả? Công chúa. Công chúa người Chăm hả? À, công chúa người Chăm. Tại vì không có thái tử mất ở đây đâu mình hơn. Giống như là ngày cưới vậy hả? Mấy ông kêu tôi đóng, tại vì không có chưa gặp thái tử. Mấy ông kêu tôi đóng luôn. Tôi đóng là gì đó, như đó là bộ đồ của người Chăm đó hả? Người Chăm mà đang lễ hội cưới phải không? À, đúng rồi. Tại vì mấy ông kêu tôi đóng đâu chứ không coi. Rồi rồi. Rồi có cái bộ nào mà của ông Táo bà Táo hay ông Tế Điền gì không? Đây mà. À, cái đó. Tôi bận bộ đồ này kêu bằng nghề, cái đây là liên khúc luôn đây. Liên khúc của này bữa chị... tại vì tôi vui, tôi cho mấy ông luôn. Bữa nay chị Thí cũng... Trời ơi, kim tím dữ. Cũng lộ diện những cái phần về... Cái đó là mua có quần luôn đúng không? Quần chứ. Tại bữa nay tôi lộ cho mấy ông coi. Đó tôi điên lên mà. Tao không có ca sĩ mà. Tôi nói tôi điên lên mà mới lên. Tôi điên rồi. Cái bộ đồ này không phải là của Tế Điền đâu. Đó, bộ đồ này của mẹ. À, của mẹ mà. Tôi chọn mẹ. Chọn mẹ phải không? Mẹ mà chiếu chiếu nè. Bữa nay tao thích chồng mẹ à? Màu vậy? Bữa nay tao đón ra cho à? Đó, mẹ vô.
Tám ơi, cống thiện của mẹ nha. Cống thiện của mẹ mà tôi làm cống thiện của mẹ đó là như là mẹ cho quạt á. Quạt cầm cái quạt mát á. Tại vì giờ tôi không có cái quạt thì tôi quạt cho mấy cậu thấy đó. Tại vì bữa nay tôi cho mấy cậu thấy. Cái này là mẹ kêu bằng mẹ gì vậy? Nó bạn. Mẹ thôi phải không? Không có cho nói. À chỉ nói mẹ thôi. Cũng như là không có nói mà cũng như là ngày cũng như là về pháp cho mấy đứa con, đừng cho mấy đứa con sau này đừng trở về nó gặp sách của mẹ vậy đó. Tại vì là không có nói. Tại vì mấy cậu kêu tôi thì tôi bữa nay có nhân viên. Tôi mới trở về tôi nói cho cậu nghe thôi. Sao cái nào nói được mình nói không được thì thôi. Thì đúng rồi. Thì đúng ngày tỷ đúng ngày con tôi về tới tôi thì tôi nói hết, tôi nói cho con thằng con tôi nghe hết. Tại vì bây giờ con tôi bỏ lang thang lưới thứ tùm lum chứ. Tại vì sắp chồng tôi chú có. Con là thái tử hay sao? Con là con của này là bà chánh chúa về. Chánh chúa. Bà chánh chúa nói cậu nói hỏi tôi nói luôn. Này là bà chánh chúa về. Sau này bà đi tìm con bà. Thì bây giờ con bà đang tìm bà. Rồi sau này nè, tôi bận vô lộ này nè, mà tôi chạy lúc mà ngày 25, ngày đưa tôi lễ thầy á. Là tôi mới bận vô lộ này nè. Chạy vòng vòng hoài luôn hả? Tôi chạy luôn. Mà chạy trên đường hoài hả? Chạy trên đường luôn, tôi chạy từ chỗ cổng đình, tôi chạy xuống dưới chùa luôn. Chạy ăn rồi tự tôi chạy bộ luôn. Là bộ đồ đó của Thế Điên hả? Bộ đồ này là của ông Táo. Ông Táo à, đúng rồi, ông Táo. Còn Tứ Điên á, là Tứ Điên về cắt cái khăn. Khăn đỏ hả? Khắc cái khăn đỏ. Còn cái này bộ ông Táo chạy sao? Ông Táo bà Táo đó, tôi chạy vậy tôi về đó. Là tôi bận bộ đồ cái đó đợi ngược cái gì, cái đồ quay là đó. Đúng rồi đó. Cái đó với đó vậy đó, vậy mới đúng đó. Vậy đó, vậy đó. Tôi đậu vậy đó. Bữa nay tại vì tôi khùng lên cậu kêu tôi bận cho cậu coi vậy đó. Tôi có chụp hình lắm mà tôi đã thấy luôn rồi nghe. Cái bộ đồ của ông Táo hả? Hay là bà Táo, cái này bà Táo. Tại cái lúc đó tôi đóng 2 giây. Đóng 2 giây. Đóng là tức là ông Táo về xác hay sao? Ông Táo về xác với bà Táo về xác cho tôi. Không biết. Đóng ông Táo, đóng bà Táo luôn. Tôi đóng 2 giây luôn, một mình tôi đóng mà lúc đó là tôi chầu 5 người đó. 5 người về đó là tôi bắt đầu chạy. Chạy có một mình tôi chạy hết luôn, còn như là chạy rồi ngừng té hết. Chạy cái đường trường đó sao? Sao mà mấy cái số luôn. Mấy cái số mà chạy hoài luôn hả? Tôi không, chạy. Không biết mệt hay gì? Không, đã xuống chạy mà lúc đó lăn gì chạy. Lăn chào gì? Ông lăn về hả? Ông lăn gì chạy? Mình chạy theo. Mình chạy. Ổng vô sát mình chạy luôn. Vô chạy. Bữa hiện tại là ông Táo, ăn Táo bà Táo. Áo này là ông Táo đó hả? Áo này là của người ta kêu là xuống cũng như là bên của bên Quang. Này bên Quang. Bên đúng Quang. Không? Đúng rồi, Quang mặt cái này với Táo nào mặt cái này. Táo không có, ông Táo ông khắc ông đi ông đóng cái cụ như này, cái cây gậy như nè. Ông khắc cái khăn ông. Cái này Quang như là gọi là như cụ trong Quang để. Cụ trong Quang, cụ trong Quang để thằng. Rồi lúc cái bạn bộ đồ này vô là bên là chạy về là chạy lăn chạy. Bắn bộ đồ này vô rồi lăn chạy. Lăn á, ông lăn á. Ông lăn á. Rồi chạy sao? Thì chạy mấy cây số luôn trời. Chạy mấy cây số. Bộ hả? Không chạy bộ người ta thấy luôn à. Chắc không mấy người đó chạy không lợi quá. Không có chạy lợi, đã năm đó rồi, cái ngang năm đó. Là chạy gì nè, chạy hoài, chạy gì nè, chạy là hết luôn, đưa chân dung mà dẹt đường nó luôn á. Chắc mấy người ở bên ngoài ta không biết gì luôn á. Không, đâu có biết đâu rồi, người ta nói sao mà chạy hay dữ vậy. Bộ đồ này là tôi kêu người khai ta mua cho tôi luôn chứ không phải xác tôi mua luôn nữa. Lúc đó thì mình chạy hay là ai chạy vậy? Chạy hết luôn. Chạy hết bà già bà gì, năm đó bà già bà gì cũng chạy, căng nào cũng chạy, mà có bên đây là đứng là chạy đầu tiên hết. Tức là đứng chạy đầu như, à. Đây đứng giống đầu như đó. Chạy được hơn nhất chứ. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Rồi bắt đầu cậu biết sao không? Cái bên kia chạy xong rồi á, lên xe hết, còn bên đây là mấy người mà xe ôm á, nó kêu mình leo lên xe, đây không chịu, chạy công an thấy luôn, công an hết hậu, mà mang giúp đỡ rồi bắt đầu đi xuống dưới chùa, cái nó nói sao mà người ta bạn đồ đen khăn đóng, nó không cho đây, đây cởi ra, bạn bộ đồ đỏ luôn, đóng bạn bộ đồ đỏ luôn, đóng hết chân, ngoài đỏ, trong đỏ luôn. Chạy cái đó là mình chạy phần căng thôi chứ đâu phải chạy thi đua hả? Tại vì ở trên kêu mình làm sứ mệnh vậy đó. Cũng như ông Lăng vậy, ông chạy đưa chân dung thầy á. Đưa chân dung thầy là nghe chân lại. Mà chạy đông không chị? Dạ. Chạy đông không? Đông mấy phần căng là chạy á. Chạy nhiều lắm, chạy lúc đó thì chạy lắm mà chạy có không có lợi chị.
à. Không có lợn. Nhưng mà đưa chân dung thầy bằng đưa bằng xe. Đưa bằng xe. Nhưng mình là chạy bộ. Có một mình chạy bộ thôi, rồi mấy người kia cũng chạy bộ theo mà chạy không có lợn. Rồi chạy ghế người ta đuối hết, cho ta nghỉ luôn. Còn có mình sát này là chạy vô tới cổng luôn, dẹt đường chạy luôn. Vô tới cổng, cổng mấy công kia, ông nói sao mà năm nay mà sao có con gì ngộ à. Cái mấy ông ra, ông đuổi ra. Mấy ông không cho tôi vô, thì tôi ọc cái ông kêu là một hai cái cẩu cái áo ra, bộ đồ này ra. Thì tôi cũng dẫn tôi cẩu luôn. Ở ra mới cho vô á. Không, tôi cũng dẫn rồi đó luôn. Tại tôi vô tôi dẹt đường lăn cho tôi dẹt đường vô mà đưa cho chúng thầy vô mà. Thì xong rồi thì tôi cũng dẫn họ trong đó luôn. Tôi dẫn tôi nghe cũng như phát biểu của ông ăn vậy đó. Tôi còn chụp hình lại nhắc mà, tôi còn chụp mấy hình này lại nữa nè mà. Đại người ta. Kỷ niệm chứ tôi chụp để nhà mà. Như hồi nãy là bộ này là bộ thứ ba hả? Có bộ đồ bộ nào đấy không? Không, không có bộ. Hình như có bộ gì mà hồng hồng đó kìa. Là hết rồi đó hả? Cái đó là mấy cái chăn thôi, cái chăn dưới lòng. Cái chăn, cái là xà lông, xà lông. Xà lông thôi. Là của người đưa mấy cái chăn. Tại vì mấy bả về cho tôi biết tôi mới mái, nhưng không sao tôi quá. Thì hôm nay qua chị Thí cũng có chia sẻ về những cái trang phục mà mấy cái phần căn về cho nên phải mặc mấy bộ đồ rồi vô cho nó. Tức là chị nói là điển về cho chị biết là phải mai bộ đồ đó đó hả? Ừ. Là tôi kêu người khác mua chứ không phải tôi mua luôn nữa đó. Còn mấy này thì cái này người ta cho nha. Này người ta tặng tôi, còn này có bộ đồ mấy này thì tôi cái này cũng người ta cho giải cho luôn. Cho giải cho hết luôn mà tôi đi mai tiền công thôi. Cái mấy này là người ta cho, nói chung là đồ người ta cho thôi không à. Mấy phần căn cho không à. Tôi nói mấy cậu tôi đóng cái vai khổ lắm mấy cậu ơi, chứ không phải vừa đâu mấy cậu ơi. Vai đầu đẹp còn khổ vậy. Chà hàng ni kiên xa hồ lì bê ca ni à ca ni cô lì cô lì cô lì này này cô lì cô lì cô lì bạn thì cổ lì tức ngộ lì bạn lì bằng lì ca bộ cổ lì ba lì mang là cổ lì cô lì biết thì mà tha cổ lì số lì kinh tài cổ cái cổ cổ sĩ phụ kêu cậu đi cho cậu hay nghe cậu ơi. Chứ không phải mà cậu muốn làm được gì làm đâu nghe cậu ơi. Sư phụ là ở trên, chứ không phải thiếu cái gian này đâu nghe cậu ơi. Người ta không thấy cậu, người ta nói cậu là phi thường. Còn tôi đây tôi không có nói cậu phi thường. Có khi viết con ghi lại. Giờ đây tôi đã đóng tiền cậu rồi, tôi đã hiểu cậu rồi. Cậu ơi, đường cậu đi mênh mông thênh thang. Ai nói mặt tình gì kệ cậu. Cậu cứ đường cha mẹ cậu đi thẳng ngay. À gì đà Phật. À gì đà Phật. À gì đà Phật. Rồi chúc cậu như thôi. Sau này nhiều lắm cậu ơi. Chờ đi. Chờ đi. Rồi cậu số đâu, số cậu đâu điện đây coi. Đâu tên không biết tên. Thẳng khổ. Thà thẳng khổ, khổ thằng thổ địa trở về đây cái mảnh đất này. Sau này làm nhiệm vụ thiêng liêng chứ không phải. À thật là buôn tay lên, mang tay lên, buôn chị học đi sinh khổ. Tức là ta hân ấy, chăm vụ đi, trả khả đi ta hơi. Dàn si khổ sinh khổ khổ lĩnh, phu sinh khả ni khả ni khả ha ni mô ni. Chôn hai tỉnh thành khổ lĩ, kinh lại sinh khỏe si hạ, ni mô a di đà Phật, a di đà Phật. Cái lúc nào tới nay cậu tôi không được đâu. Dạ. Đúng không? Tại vì ngày mai ứng cho cậu lên cậu nói luôn. Đứng lên, đứng mai sau này, thằng này nó làm tội nhiều quá. Nó tội là dữ dằn luôn. Tại vì tôi thương quá. Thì hôm nay tôi nói cho cô biết luôn nè. Tại sao? Cái xác nó chưa làm được tròn vậy trơn. Mới chỉ của quyền về cho nó tu một chút xíu thôi. Đừng cho nó tạo phước. Mà chưa vậy trơn, nó ập ra một cái mộ. Nó dám đưa nó đây. Bà có hỷ. Bà ngồi cái bên sau lưng tôi. Mà bà có hỷ có theo tôi chứ sao theo. Xác này cho bà có hỷ mượn không? Không cho bà có hiểu mượn, đưa lên trên cổ quyền đó. Bà có hiểu chọn tôi mà, đâu có chọn cổ quyền đó đâu. Chè xin tha khổ liền quá liền, cha liền ngoan đi, càng liền khai xin khổ khổ liền. Cha khổ liền khổ đi, càng tha ni kiếm khổ khổ liền. Ba liền chàng khổ đi, càng tha ni kiếm khổ khổ liền. Chuyện xin sai xin khoa tràn thiên cai tiên khô khô liền
ba liên cải xã bộ liên ký một ca liên tải phổ liên ký hàn tộc ô trăm một ly ti pha lê trăm một ly trăng thắp lê chuôn thọ lê tớ âm tên trăm chục ho hoàn sĩ cala cho lấy sinh thọ khổ hoàn sĩ cala cho lấy sinh thọ khổ lấy sinh thêm mất thọ hình tê trăm chục lấy trăng thắp lê bài sĩ lỗ ô ta lấy ta hân hiệp mô ô nhí được hoặc hai cầu hai cầu chúc hai cầu thượng lộ bình an mai sao cầu duyên lành trở về đất Việt An Giang này. Cậu đứng bản đầu ai gì đã phật khoa sĩ khoa sĩ phụ ha sĩ khoa sĩ phụ a sĩ phụ khoa sĩ khoa học sĩ phụ a mu di xa sĩ khổ hán phụ khổ sinh thái sinh phụ khổ sinh ta là niệm mẫu này sang phụ này sinh kỳ phụ khi sĩ cậu này bằng cái cây băng tiết đã trở về ở sát trần này nằm trên băng tiết đó trở về dưới trần gian này.